Ok, số kiện BC Thanh Phong một lời chào là chúc sức khỏe an toàn thể anh em đam mê nhé. Thì em là như ngày hôm nay anh em đang thấy đây, thì là em đang vừa lên xong hai mẫu cấu hình FX, một cây FX Quy Sói và một cây FX Quy Terminator, cấu hình cao cấp full cấu hình cho anh em đây. Đấy, thì ngày hôm nay thì em đã lắp lên để trả hàng cho hai bác khách đã đặt hàng tin tưởng và đặt hàng bên shop. Đấy, thì em sẽ giới thiệu cấu hình, chi tiết cấu hình và báo giá công khai cũng như là để trả hàng cho anh em mình tham khảo luôn. Đấy, thì đầu tiên thì là có một cây FX Quy Sói bản Sài Gòn của một bác khách ở Thanh Hóa, thì nguyên cấu hình của bác khách đấy nhé. Đấy, em lên cho anh bác đấy là một combo Quy Sói bán bản Sài Gòn và bán gỗ. Đấy, bộ hơi thì là van The Gym 7075 và bình nhôm đít tròn 0.42. Dòng kính là dòng kính cao cấp anh em nhé, dòng kính cao cấp Wet Hunter. Đấy, dòng kính này là cực kỳ cao cấp rồi, anh em mua riêng cái dòng kính này thôi là cũng vào chênh và hơn 3 triệu rồi, 3 triệu rưỡi đến 4 triệu một dòng kính như này. Thì dòng kính này thì nó cũng có hai loại nhé, một loại thông số lớn và một loại thông số nhỏ hơn một chút, thì nó sẽ chênh nhau vài trăm nghìn. Anh em cũng để ý đặt hàng theo cái thông số kính anh em nhé. Và dòng kính này tâm kính nhìn rất chi là đẹp đấy, tâm nhỏ anh em mình xem khi mình ngắm rất chi là sướng anh em nhé. Về dòng cành thì là một dòng cành XM8 và cắn kẹo chì 5.5 đấy. Và giảm thanh thì em cũng lắp cho bác đây là giảm thanh Epic Eigen. Và cấu hình này thì em sẽ lấy cự ly cho bác đấy là cự ly là trên 80m, thì em sẽ lấy với cự ly là 80m để vào ăn vào giữa tâm kính đấy. Thì ngày mai em sẽ bơm hơi và sẽ đi test để sau em sẽ gửi hàng đi để trả hàng cho bác khách, vì hôm nay lắp lên nó cũng hơi muộn rồi là em chưa đi test được đấy. Em sẽ đi test và sẽ hướng dẫn cho anh em là cách lấy cự ly là trên 100m để anh em mình có thể là sau anh em mình có thể là can tâm theo anh mình chơi đấy. Anh em biết can tâm để anh mình có thể bắn với cự ly xa hơn, còn những anh em nào mà bắn với cự ly gần thì anh em mình có thể là lấy với cự ly là 70 đến 80 m hoặc là 60 70 m là ăn giữa tâm kính, thì anh em mình cứ ngắm chuẩn giữa tâm mà chơi thôi. Còn cự ly xa hơn thì anh em mình sẽ nhìn theo vạch của kính, tâm kính nó có một dãy số đấy, nhiều dòng kính nó có dãy số thì anh em căn theo cái dãy số đấy anh em nhé. Thì em sẽ làm video để test cự ly đối với hai cấu hình như này, thì em mới chịu lắp xong thôi đấy. Hai cấu hình này thì em vẫn chưa đi test, thì mai em sẽ đi test và hướng dẫn cho anh em luôn. Nguyên cấu hình như này thì là có giá là 9.500.000 anh em nhé, 9.500.000 đối với một cây Epic Quy Sói và bán gỗ như này, nhìn rất chi là đẹp đấy. Bán gỗ hoặc là anh em nào không muốn chơi bán gỗ mà anh em chơi bán gấp rút thì nó sẽ rẻ hơn một chút, còn bán gỗ thì sẽ thêm tiền, thì em sẽ lắp bán gỗ cho anh em. Còn không thì anh em có thể là lắp bán gấp rút của nó vào, cầm nó đi sẽ ngắn gọn hơn đấy. Còn cái bán này thì anh em mình không gấp lại được anh em nhé. Đấy, nguyên cấu hình một cây FX Quy Sói đây. Cấu hình này thì là chọc giọng nhìn dạng như là dòng cao cấp rồi. Đấy, do là chỉ có em chỉ hạ bớt cấu hình bình xuống thôi, còn đâu là toàn bộ là toàn đồ xịn. Đấy, cành cũng là cành loại 1 và anh em mình có thể chơi cự ly rất chi là xa. Đấy, nguyên cấu hình như này thì anh em muốn đặt hàng hoặc là muốn tham khảo thì có thể là liên hệ cho em qua hai số điện thoại đây. Đấy, 0348 858 841 hoặc là có thể là kết bạn Zalo 0876 913 995 thì là em sẽ chốt cấu hình đấy, thì em sẽ lên cho anh em và sẽ có video test và video trả hàng cho anh em trên kênh anh em nhé. Tiếp theo đây thì là một cây Epic Quy Terminator đấy, một cấu hình full cao cấp rồi. Thì cấu hình này là anh em nào mà muốn chơi thì có thể là muốn cao cấp hơn một tí nữa thì em có thể chỉ là đổi cái dòng cành này thôi đấy, hoặc là anh em thêm một ít tiền lâng thêm cái dòng kính. Nó có một cái dòng kính cũng khá là đắt tiền, dòng kính Vecto hoặc là vào dòng cành HVK. Thì đây là em vẫn đang lắp là cành XM8 anh em nhé, dòng cành XM8 cành loại 1 này, vào anh em với cự ly một mũi là trên 100m. Và cấu hình trên 100m thì anh em sẽ là can tâm, thì mai em sẽ làm video test đấy để hướng dẫn cho anh em. Anh em mình chơi cự ly xa thì em sẽ làm video hướng dẫn luôn cho anh em, để sau anh em mình nhận về là đỡ không phải thắc mắc là sao anh bắn xa không được đấy. Anh em cũng để ý nhé. Thì nguyên cấu hình ở đây thì em đang lắp cho bác đấy là một chiếc kính Z600 đấy, kính Z600 anh em nhé. Dòng kính này thì em nhìn cũng rất tâm, cũng rất chi là đẹp. Dòng kính này cũng là thuộc dạng như là dòng kính cao cấp rồi, nó cũng không phải là tầm trung mà cũng không phải là nó không phải là cấu hình thấp. Nói chung là cấu hình kính này thì nó cũng là thuộc dạng như cấu hình khá rồi đấy. Và combo thì là một combo Quy Terminator đấy, bản Pro nguyên bộ bản này đây, thì anh em mình mua riêng nó cũng rất khá là đắt, nó cũng phải gọi là 7-8 triệu một bộ Quy như này, nó cũng ngang với một cây cấu hình Condo đấy. Về bộ hơi thì là van
cricket anh nhé, van cricket, van hộp rút 4 lỗ xả và bình thì là bình carbon. Thì đây là em đang lắp lên để lắp vào để chị đi test thôi. Thì em lắp bình 036 mà thì nhìn nó rất chi là nhỏ đấy. Thì em sau gửi hàng đi cho anh em thì em sẽ lắp thay đổi đổi cho bác đấy là sang bình là 042 hoặc là 0.5, tùy theo anh em thích chơi bình dài hay là bình vừa tầm. Bọn em thích chơi bình ngắn như này thì là cũng sẽ lắp cho anh em một cấu hình bình 036 như này đấy, nhìn rất chi là nhỏ nhỏ gọn thôi. Còn em hay đi rừng hay đi xa thì anh em có thể là thay cho anh em là cái bình 0.5 đấy, nó sẽ được lượng hơn, chứa được nhiều hơn anh em nhé. Nguyên cấu hình như này thì em sẽ là mai sẽ đi test cho bác đấy, căn chỉnh cho bác đấy với cự ly là ăn mồi là trên 100m và gần 100m đấy, và cũng sẽ hướng dẫn luôn cho bác là cách can tâm để ăn với cự ly xa. Còn cự ly gần thì anh em cứ giữ tâm thì tầm 80m hất đầu hất quay lại thôi thì anh em mình vẫn là giữ tâm kính được, còn xa hơn thì là em sẽ hướng dẫn sau. Thì đối với cấu hình như này ngày hôm nay em trả hàng cho bác khách đấy, đây một bác khách ở Quảng Ngãi đấy, nguyên cấu hình của bác đấy đây có giá là 17 triệu anh em nhé. Một cây FXQ Terminator của bản full của bản cao cấp rồi đấy, với giá là 17 triệu thì em cũng tư vấn cho bác là sang chơi dòng cảnh HVK thì bác kinh phí là nó cũng cấn đi mà hơi hẹn một chút. Thì này, bác bảo 100m quay đầu thì em sẽ đổi sang cho bác vào dòng cảnh XL8 và dòng kính rất 600 tâm rất chi là đẹp. Em sẽ mạng sẽ làm video cho soi cho em xem tâm kính đây luôn để anh em có thể là chơi anh em nhé. Nguyên hai cấu hình ngày hôm nay đây đấy, anh em nào mà muốn tham khảo hoặc muốn chơi những cấu hình cao cấp như này thì là cũng có thể là liên hệ cho em qua hai số điện thoại đây, em sẽ lắp ráp lên. Khi anh em đã chốt cấu hình như này thì em sẽ lắp ráp lên và gửi hàng đi cho anh em. Anh em mình nhận hàng có thể là kiểm tra hàng trước thanh toán em nhé. Rồi, video ngắn này cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp anh em ở những video sau.